phải ngủ âm thầm dưới mặt đất 17 năm. Khi nó tỉnh giấc, sẽ đào đất chui lên, hưởng thụ cuộc sống dưới ánh mặt trời. Chỉ trong thời gian có 5 tuần lễ thì chết. Như vậy, A là đáp án chính xác. Kết quả đúng sai. Trong câu hỏi vừa rồi có 10 thí sinh đáp đúng, 16 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 16 điểm. Câu hỏi thứ 3 thuộc lĩnh vực thể thao như sau. Nguồn gốc môn bóng bàn từ nước nào? A. Pháp, B. Trung Quốc, C. Anh và D. Mỹ. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, bóng bàn có nguồn gốc từ nước Anh. Vốn là một trò giải trí sau giờ ăn tối của giới thượng lưu dưới thời nữ hoàng Victoria của thập niên 1880. C là đáp án chính xác. Với câu hỏi vừa rồi, chỉ có 6 thí sinh đáp đúng, 20 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 20 điểm. Chúng ta bắt đầu vào câu hỏi thứ tư như sau. Mô hình xe lửa dài nhất thế giới có chiều dài là bao nhiêu? A. 10 mét, B. 110 mét, C. 210 mét và D. 310 mét. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xe lửa này có chiều dài chính xác là 110.3 mét, gồm 3 đầu máy xe lửa và 887 toa hàng mô hình, được hoàn thành vào tháng 11 năm 2005 do một người Đức ở Hamburg thực hiện. Nếu mô hình này được thực hiện trên thực tế, sẽ có chiều dài lên đến 9.607 km. Như vậy, B là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi, chỉ có 5 thí sinh đáp đúng và 21 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 21 điểm. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây chúng tôi sẽ tổng kết số điểm của 26 thí sinh và công bố 4 thí sinh cao điểm nhất đứng đầu bảng. Đó là thí sinh Hoàng Hải 61 điểm. Chúc mừng! Vị trí nhì bảng thuộc về bạn Đình Lập 56 điểm. Chúc mừng! Vị trí thứ 3 thuộc về bạn Nguyễn Thị Loan cùng 56 điểm. Và vị trí thứ 4 thuộc về bạn Hồng Thu 40 điểm. Chúc mừng! Chúng ta chuẩn bị bước sang câu hỏi thứ 5. Và câu hỏi này sẽ quyết định ai là hai thí sinh cao điểm nhất chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Vịnh Hạ Long có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ khác nhau? A. 500 đảo, B. 1.000 đảo, C. 2.000 đảo và D. 3.000 đảo. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, Vịnh Hạ Long giới hạn trong diện tích khoảng 1.553 km vuông, bao gồm 1.960 hòn đảo lớn nhỏ, phần lớn là đảo đá vôi. Trong đó, vùng lõi của vịnh có diện tích là 334 km vuông và 775 hòn đảo. Như vậy, C là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi, chúng tôi nhận thấy có 9 thí sinh đáp đúng, 17 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được 17 điểm. Xin công bố kết quả của vòng thi thứ nhất. Hai thí sinh cao điểm nhất chiến thắng đó là Đình Lập dẫn đầu 73 điểm. Vị trí nhì bảng đã thuộc về Hoàng Hải 61 điểm. Chúc mừng!